đưa cái cuốn sách lớp 3 tiếng Anh à, ít như mà mới sợ đọc chậm 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 thôi nào con, đọc chậm chậm thôi sợ chỉ xem gì u chỉ vô kê ra ô có bộ vô chỉ các bạn nói khó ô bước bọc quá thì các bạn nói he chứ ô cho cười bị nhờ hư xin chứ xin sơ à. Quá tiếp 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 chỉ cho chơi mà bị chăm phạt vì vậy thì ở bên school bên bên vậy thì cả bên school giờ bên school bên mưu chăm bái ngày không gì hả chăm bái không ừ đi sáng đi học đi sáng đi học đó gửi đầy 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 qua đặng cho bé con quá học đó lấy cái bao rồi nãy giờ bé đọc vậy đó đúng không chị? Dạ đúng rồi đó, họ còn nghe cái đọc từ từ là chắc là dễ hiểu hơn để em cướp cái bài này à. Tại vì bà con nghe không có rõ cái giọng của bé, nhưng mà thật sự tại vì con cũng biết một chút xíu về tiếng Anh. Nhưng mà bé bớt lại bé bớt chứ. Bé quý hỏi nó còn lại chị đi. Ừ để hỏi bà chị. Ừ để nữa cô mua. Nó là máy mà bà nói mà chặn chúng mình chặn chúng mà ngỡ bà hoài. À rồi. Ừ. À, cô này bấm cái bên đó đình chết cái laptop. Bà mom nhưng mà tới gãy qua bà mới bây giờ chế. Chút nói sao tôi nói chặn chút hoài. Bây giờ đang mong đợi. Rồi ha, đợi nó tốt ha. Ừ cầm đi bà nội ra đóng cửa để mấy đứa nó nhảy vô. Rồi con đọc tiếp đi, kìa kìa. Cô gửi gì kìa. Đi ra cửa. Gửi kìa. Cô gửi rồi đọc cho đúng không? Đặng cô biết đặng cô cho con đi học kìa. Mình đã đi chợ. Bà mơ bây giờ ai hả? Bà mơ đã đi chợ. Con bé. Bà mơ đã đúng rồi, nó nhìn cái mặt chữ nó đọc được nhưng mà tại vì cái giọng của bé nó hơi lưỡi hơi lớn á, cái lưỡi hơi lớn. Mơ như mà mơ sẽ cho biết chiều chỗ chỉ cũ. Em bị mắm bắp rồi chị, thì chưa? Nhưng bắp bắp rồi chị cho bà bay, thầy quý. Sao nữa? Sao nữa con? Đọc qua, đọc hết chưa? Đọc qua. Dùng bớ giờ, dùng bớ giờ ôi, dùng bớ giờ em xin giờ ôi bay, thầy quý. Cầm này nè, cầm này cầm. Cầm lên gì nè? Quá. Cầm gì này đọc cầm lên à qua là hoa trang khác hoa trang khác em cần quát vô em quý em chí chơi em nhờ nhờ bòm em quay em chí chơi là chết em chê ờ ôi rồi hoa trang khác rồi đó. Tới tới câu trên đó con. Fucking dead. Cái gì? Đọc không? Ừ, ngày vậy? Sao đi? Hả? Quá học mà ngờ. Hả? Mới ngày mới còn ca mà. Cái này ca hả? Quá không có chịu ca. Bài đó bài ca. Cái này là bài ca. Tiêu bài ca mà quá không chịu ca hả? Mới ngày mới còn mà hai. Cái này là cái bài hát của con nó không ca đó. Nè, đúng rồi. Bài hát á, không chịu ca hả? Không chịu ca. Đúng không chịu ca bởi vì giờ ngu đến giờ à. Ông chịu ca là không biết được tức là nó nhìn mặt chữ nó biết nó đọc quay tiếp rồi thay thoát tiếp nha rồi rồi à, ví dụ như anh mà muốn hỏi bé cái gì á thì anh vô Google dịch á vô Google dịch á là anh bấm tiếng Việt xong cái nó dịch ra tiếng Anh là anh cái những gì anh muốn hỏi là anh bấm bằng tiếng Việt mà cho nó gõ nghĩa gõ xong thôi chứ đừng cứ dài dòng xong rồi là bé nó nhìn vô cái tiếng Anh cái phần dịch ra tiếng Anh à rồi rồi giờ bây giờ ví dụ như chú muốn hỏi con là chú vào Google dịch cái vấn đề gì thì anh bấm
tính tiếng Việt xong cái nó mới dịch ra tiếng Anh đó, em mới đưa anh đưa cái tập tiếng Anh đó cho bé, nó nhìn nó biết xong rồi nó sẽ biết ra tiếng Anh, nó trả lời nó dịch lại tiếng Việt cho anh hiểu. Rồi em hiểu rồi. Rồi, cảm ơn. Em chào mấy anh nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị gái nha. Dạ.